giờ đã ấn tượng với số 1, số 2 rồi. Cho nên tôi xin phép mở máy của bạn số 1. Đó, có đọc báo buổi sáng nữa kìa. Em ơi, cái hình cô gái là cái gì vậy? Dạ, cái đó là chuyện ngôn tình ạ. Không biết là hai bạn nữ ở đây có bạn nào thích đọc chuyện ngôn tình không ha? Em nè, em thích đọc sách. Ngày xưa thì em đọc rất nhiều sách, nhưng bây giờ cũng đi làm rồi và phải lo về nhiều chuyện khác nữa thì cũng không có nhiều thời gian lắm. Nhưng thật sự thì em rất thích đọc sách. Thường thì em đọc sách là em đọc thể loại nào? Tùy anh ơi, tại vì ngày xưa em thích đọc chuyện giống như ví dụ Harry Potter. Bây giờ thì em thích đọc chuyện lịch sử. Em có hay viết nhật ký hay không? Không, thật sự thì em thích viết, nhưng em nghĩ là em không đủ tài năng, cho làm tốt. À, không đủ tài năng để viết cho lắm, nên là thôi mình ít viết lại. Dạ. Em muốn viết nhật ký của hai đứa mình sau này hay không? Của hai đứa mình sau này hay không? Từ từ, anh ơi, hai cô lận chứ không phải anh cô đâu mà gấp gáp ha. Bây giờ chúng ta cùng vào phần hình ảnh nha. Chà, anh này anh thích cây cối. Anh có yêu thiên nhiên không anh? Dạ có ạ, em là người miền Tây bởi vì sông nước. Thấy quá trời rau xanh nè, có hay nấu ăn không em? Dạ em cũng hay nấu ăn lắm, còn tất cả rau này là rau ở ở vườn luôn ạ. Rồi cho chị coi rau ở vườn nhà em coi. Rau gì đây, bồ ngót? Dạ bồ ngót. Này gì? Lá cách với giáp cá. Hai bạn có thích ăn bánh xèo miền Tây không ạ? Dạ thật sự thì không, tại vì hơi béo em sao mập. Nhưng chắc nếu anh nào thì em sẽ ăn. Ờ đúng giờ Khuê sao em? Dạ em cũng rất là thích ăn bánh xèo, tại vì em tâm hồn ăn uống lắm chị. Rồi nếu vậy cứ về nhà anh ăn thoải mái luôn nha. Dạ. Bộ em đổ bánh xèo ngon lắm hả? Dạ cái này mẹ em đổ ạ. Mẹ em đổ ạ. Trời, giới thiệu cho cô ha. Nếu như bạn không ngại có thể cho chúng tôi coi nhật ký cuộc gọi được không? Dạ được ạ. Không có tên nữ nữa. Các bạn nữ mình thường sử dụng điện thoại để mình gọi cho ai để mình tâm sự nhiều nhất? Khuê, em thường tâm sự với ai nhất? Em thì tâm sự trực tiếp chứ không có gọi điện thoại. Trực tiếp thì thường tâm sự với ai? Em tâm sự với mẹ và em gái, tại vì em đang ở chung với mẹ và em gái của em. Dạ. Cho anh hỏi Khuê là bố của em ở đâu ạ? Dạ, bố của em qua đời được một thời gian rồi ạ. À. Khánh Linh thường tâm sự với ai? Bình thường em cũng không thích gói, thì em sẽ gửi tin nhắn. Một là em sẽ nói chuyện với gia đình của em, tại vì gia đình của em không còn ở đây, ở nước ngoài. Rồi hai, em sẽ gửi tin nhắn về công việc thôi. Ở đây hai bạn mình có thích nghe nghe nhạc không ạ? Dạ có, em rất là thích. Em thì đang tập tành để mà trở thành một cô ca sĩ, cho nên là cũng dòng nhạc. Dạ, bolero ạ. Vậy em phải hát liền để chị coi con tập tành được không? Hôm chia tay chiều chủ nhật, anh mong rằng tuần sau anh tới. Hãy một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Trời đất ơi, không biết là hai bạn nữ mình thích gu bạn trai như thế nào ạ? Em thích người đang ngồm cho gia đình và biết lo cho gia đình và hiểu em. Tại vì thật sự thì hiểu em rất là khó. Em cũng không được hiểu bản thân của em á. Nếu anh hiểu được thì anh giỏi. Còn hên thì cao hay mập hay cái gì thì không sao hết. Không cần ngoại hình, phải được hiểu được cô Linh. Còn Khuê? Em thì em cần một người đàn ông chung thủy. Ngoại hình? Em không quan trọng điều đó. Tại vì theo như những người đàn ông mà em từng gặp, họ có một chút xíu ngoại hình thì không được chung thủy cho lắm. Đẹp như Trương Tuy Vinh là không được chung thủy cho lắm. Em không phải nói tất cả, nhưng mà có nghĩa là em đã gặp. Vậy giờ cho chị hỏi ngược lại Khuê. Chị nhìn gần nhìn xa gì cũng thấy em rất là xinh đẹp. Từ đó giờ chưa có mối tình dắt dây thật không đúng. Nhưng mà em đã trả lời là cần một người đàn ông chung thủy. Em đã đổ vỡ lần nào về hôn nhân chưa? Hay là đổ vỡ về tình yêu chưa? Dạ em đổ vỡ về tình yêu rồi. Tình yêu thôi. Hơn một năm vừa rồi em cảm giác sợ hãi. Vấn đề là mình chờ tới cái duyên của mình. Dạ. Mình gặp đúng người thì mình sẽ được cái hạnh phúc nó lâu bền. Dạ. Thôi. Cảm ơn màn hình thứ nhất. Mời màn hình thứ hai cũng là một màu tối đen. Cho chị xem hình ảnh đi. Mami em hả? Dạ cái này là em đi diễn về khuya thì em có ghé ở đường Phan Đình Phùng. Em có thấy bà 11 giờ đêm nhưng mà bà vẫn bán cháo sườn. Mà công nhận cháo sườn của bà rất là ngon. Em chụp lại để mà em chia sẻ trên mạng thì có bạn nào mà có đi ngang thì ghé và ủng hộ bà. Dạ, rồi. Cảm ơn em. Một con người khá là tốt bụng đây. Rồi kéo lên tiếp nè. Cái này là cảnh ở đường vào
nhà em. À, đường làng vào nhà em đó, đẹp quá vậy. Trời ơi, không ai dạy thì cần ai vậy? Dạ mẹ. Mẹ có cái mâm nhìn trước ngon vậy mẹ. Tới vừa rồi hai mẹ con xẻ bánh tét mẹ làm ăn. À, coi bộ đi du lịch cũng nhiều ha, thấy quá trời cảnh kìa. Đúng rồi, công việc của em thì đi diễn ở tỉnh rất là nhiều. Thì không biết là hai bạn nữ ở đây có muốn đi theo du lịch với mình không ạ? Dạ em rất là thích đi du lịch. Rất thích đi du lịch. Khánh Linh ơi, có thích đi du lịch không? Dạ, thật sự thì em có tham gia rất nhiều chương trình về văn hóa của Việt Nam. Cũng đi rất nhiều nói rồi. Thật sự thì em rất thích. Em nghĩ là nếu anh đi và anh cho phép em đi theo thì em sẽ thấy rất hạnh phúc. Vậy cho mình hỏi bạn là ở Việt Nam mình thì bạn thấy món ăn Việt Nam nào hợp và đặc sắc nhất với bạn? Dạ, em rất thích đồ ăn ở Việt Nam. Nhiều nhất em thích ăn ốc. Thì ví dụ mấy mốt anh quen em á, nếu anh làm cái gì sai, anh làm em buồn, anh chỉ cần cho em đi ăn ốc là được rồi. Vậy em có muốn về Bình Định để đi bắt ốc với anh không? Bình Định anh rất là nhiều ốc, ốc hút và ốc đá. Ốc đá thì lên núi, ốc hút thì xuống ruộng. Dạ. Đi luôn. Đi luôn thôi. Rất sẵn sàng. Mời màn hình số 3, cảm ơn màn hình số 2 ạ. Khánh Linh ơi, em muốn vào đâu trong cái điện thoại này? Em chưa muốn vào chỗ nào hết, nhưng em muốn hỏi, em thấy anh có app làm tấm hình đẹp thì không biết anh thích selfie hay sao? Cái app này là lúc mua nó cũng tải sẵn rồi, anh chụp bình thường. Nhưng khi nào nó xấu đó, mình mới dùng tới nó thôi. Nhưng khi anh chụp cái gì đó thì anh sẽ thích chụp selfie hay chụp hình đồ ăn hay nói đẹp hay gia đình của anh. Anh thường thích chụp cảnh, thì đây là cảnh dưới quê mà. Chà, hình này đẹp nè. Có hình ăn uống cha mẹ gia đình gì không? Trời ơi, giờ này đưa mấy cái thứ ra. Bỏ đi, trời ơi, em đói quá, sắp xíu rồi, qua đi. Khánh Linh là thích ăn ốc lắm á, đừng có đưa ốc vào nữa. Anh ơi, anh rất ít nói. Thật sự em rất thích người đang ngon ít nói. Em thích anh rồi đó. Vâng, anh cảm ơn em. Anh chỉ thích làm, không thích nói. Nghề của anh nó bắt nói nhiều em ơi. Nói nhiều tội em. Dính rớt nữa, nghề MC mà không nói là chết rồi. Tương lai tối hù nữa. Bây giờ cái anh nó vô tầm ngắm của bé Khánh Linh rồi. Thôi thì cúp màn hình số 3, mời màn hình số 4. Bạn ơi, cái điện thoại của bạn nó chỉ vậy thôi hả? Em thích sự đơn giản. Tối giản vậy luôn hả? Dạ. Rồi cái menu có cái gì trong đó hay là cũng tối giản luôn? Những cái gì mà em thường dùng hàng ngày thì em mới để thôi. Bạn thường xài nhất là cái gì bạn số 4? Em thường xài nhất là Viber. Em gọi cho ai? Không, Viber em làm việc công ty thôi. Thì ở đó hay cập nhật thông tin lên thì em xem. Cái chuyên ngành của bạn là bạn làm gì ạ? Lúc trước thì em học bên thiết kế, nhưng mà em có làm thêm về bất động sản á. Hôm nay rất là đặc biệt, bốn chàng trai có mặt ngày hôm nay cũng là tuổi thành gia lập thất hết rồi, cho nên Việt Hương rất là nóng lòng để biết sự ấn tượng nhất của hai cô gái rất là xinh xắn ở đây. Mời các bạn giải lao trong vòng ít phút, chúng tôi sẽ trở lại ngay.